Rồi comment số 5 giùm em nha mọi người. Tương tác mạnh mạnh như là cái đầm này mấy chị ơi, lên đẹp lắm. Chứ form này là cái mẫu đầm mới nhất, mới nhất luôn mấy chị. Em vẫn làm chương trình trên live stream luôn. Hy vọng mấy chị em nhà mình có thể đặt được cái đầm này nha. Comment cho em số 5 mọi người ơi, đẹp lắm. Ồ cái đầm này đúng size luôn mấy chị ơi. Đầm này đẹp ha. Đây là mẫu mới luôn nè. Mẫu này em sale giá rẻ bèo luôn mấy chị ơi, còn số lượng ít thôi à. Đây là một mẫu đầm mới nhất luôn mấy chị ơi. Giá gốc á, của nó là tới 550. Rồi xinh quá, đẹp quá trời đẹp, nền đen nha mấy chị. Đầm này đang có đủ size nè. Đó mấy chị thấy không, lên cho mọi người cái mẫu nó lẻ size, cái mẫu nó có đủ size vừa lên như thế này. Để cho các chị em nhà mình có thể là mình đặt được mẫu này và có thể là đặt được mẫu kia. Được không mấy chị ha, chứ không phải là ai cũng đặt được hết đâu. Sale mà ai cũng đặt được hết là đâu có hàng đâu mà bán mấy chị, đúng không? Và cái mã này cấp trước cho mọi người luôn là 6570. Gạch ngang dùm em số thoại kế bên. Đầm này em Ngân đang có cho mấy chị là 5 size, từ 40 cho tới 72 cân. Đây là đầm mới nha mấy chị. Đây cái form đầm này là body A. Body A ha, cổ này cổ lục giác nè, không hở nha mấy chị, không hở. Em làm cái này mọi người yên tâm. Tay này mấy chị làm dáng tay tròn vai, có xếp ly ở trên này, nên là nhìn nó hiện đại lắm. Bây giờ kiểu, bây giờ cũng xu hướng nó là những kiểu xếp ly như thế này ha mấy chị ha, rất đẹp. Vải của nó là dạy vải von hoa nổi nha. Zoom lại cho mọi người xem. Đây, đẹp chưa ạ? Vải von hoa nổi nha mọi người thấy nó nổi không? Khắc laser vào bên trong ha. Bây giờ giá này quan trọng nè, giá này mấy chị 6570, nghe em đặt hàng trước đi mấy chị, giá gốc tới 550. Hôm nay giảm cho mọi người hàng 3 luôn, giá rẻ luôn mấy chị ra bán sạch luôn. 399.000, đẹp quá. Vải von hoa nổi nha mấy chị, có lớp lót luôn nha mọi người ơi, lớp lót full luôn. Đầm này nè, đi làm, đi chơi, đi ăn tiệc gì lên nó cũng đẹp hết trơn mấy chị nè. Cái form dáng nhìn đã ha, nhìn cưng ghê luôn mọi người ơi. Lên đơn giùm em luôn là 6570, gạch ngang số thoại kế bên giùm em nha mấy chị. Đặt luôn đi mọi người ơi, đặt hàng đầy đủ thông tin giùm em. Em đầm này là 6570, gạch ngang số điện thoại giùm em nha mấy chị. Đẹp quá mọi người ơi, từ 40 cho tới 72 cân, eo dưới 90 mặt lên rất xuất sắc. Đầm này giá gốc là 550, đây là hàng mới nha mấy chị, hàng mới luôn mà làm chương trình luôn. Ở phía sau có sẻ quê cho mấy chị nè. Dáng đầm body này mà không mất kích thông, đi đứng di chuyển thoải mái lắm mấy chị. Đó vợ phía trước là phối cho mọi người là những cái viên nút bọc như thế này nè, đẹp không? Khắc laser, cái hoa này là trước giờ chưa có nhưng mấy chị, hoa này rất đẹp, hoa này hoa mới. Này mấy chị, dập ly, cái này là em làm cho mọi người dập ly cố định lại luôn. Cái tay làm dáng tay tròn vai nha mọi người, mặt không sợ hở cái nách luôn. Mấy chị thấy không? Mặt không hở nách. Dáng đầm body này lên ốm nhơ mà mấy chị nhìn gọn á. Cái đầm này lên mấy chị rất là gọn. 40 cho tới 72 cân, 6570, gạch ngang số điện thoại kế bên. Kêu gọi bạn bè vô mọi người ơi. Em đầm này á, không càng to bận càng đẹp mấy chị nha. Nó không có kích, em không có làm body ôm vậy. Ôm như vậy nó sẽ cứng hông của mấy chị. Đúng không ạ? Em tại vì em cũng có hông á mọi người, nên là em là rất là thích cái gu em là thích mặc đầm body nữa. Nhưng mà đối với cái đầm body mấy chị thấy cứng hông không là mấy chị biết ngay nha. Đó, mấy chị thấy em đi rất thoải mái luôn, em đi em không có bị túm lại vậy. Và mấy chị cứ ngồi vắt chân đồ gì lên nó không bị kích chỗ này. Em rất ngại những cái vụ mà body kích chỗ này là em không có làm mấy chị thấy không? Này nó vô ra thì mọi người đó. Tùy theo từng size nha mấy chị, size S này là cỡ như đây. Size M nó sẽ dư nhiều hơn và size L một ít hai ít nó sẽ dư nhiều hơn một tí. Nhưng mà vẫn giữ cho mấy chị em nhà mình cái độ đẩy hông chứ không phải là làm bị rộng. Nha mấy chị ha. 399.000 giá này em chỉ ưu đãi trên livestream thôi. Nên là chị nào đặt luôn mình có hàng luôn ngay từ bây giờ. Được mà sản phẩm em đầm này là 6570, gạch ngang số điện thoại em kiểm tra số lượng nha. Cái đầm này 399.000 thôi mọi người ạ, nên đặt luôn giùm em nha. Số lượng em đầm này comment giùm em 6570, gạch ngang số điện thoại giùm em, từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng. Tranh thủ nha mấy chị, cái đầm này nè mỗi size em nhận cho mấy chị chỉ có 2 đến 3 chiếc thôi. Cái đầm này số lượng rất ít, trời mà đẹp thiệt á mọi người. Em nhìn mà em mê luôn á. Cái nước da ngoài của em lên trắng tươi rồi mấy chị. Thiệt luôn á, màu đen này mặc lên nó ớt á. Em mặc lên em thấy em gọn bưng rồi. Em mặc lên em nhìn thấy em gọn mà mọi người ha. Mà nó đẩy cái hông này, trời ơi sang lắm. Cái đầm này ngoài nó đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Chị nào mà đã từng mua rồi á, giá gốc 550. Giá gốc 550 luôn mấy chị. Tại vì von hoa nổi mà. Đây em zoom cho mấy chị coi. Đây cái gam màu này em đi đặt luôn nha mấy chị. Này cái họa tiết cái hoa này em cũng phải đặt hết để mà làm ra cái vải này nha mọi người ha. Von hoa nổi thì nhập hết nè mấy chị, khắc laser hết luôn nha mọi người ha. Khắc laser với ép với chutter nên cái đầm của em nó có cái độ ống ánh nhìn đẹp á, nhìn sang á, chị kêu xa lắm. Eo nè, eo đẩy vô hông nè.
không đẩy ra mọi người thấy không, không bị kích nha. Em nhắc lại đầm em bán đầm body á, trước khi mà em like á, em phải test mẫu trước coi ngồi coi ngồi xổm ngồi trên ghế đồ gì coi nó có bị kích hay là không em mới bán. Chứ đa số các chị em có gia đình cái hông mình sẽ bị to, mà em may mà cái đầm nó bó nó tím rụm gì nè mấy chị, mấy chị đi còn khó nó hốn ngồi chi mấy chị ngồi đúng không đó. Mình ngồi xe máy xe hơi cho nó dễ chịu cho nó thoải mái, em sẽ ngồi cho mấy chị coi cái đầm này em đang ngưng ra bán và phải nói là test mẫu kỹ lắm rồi mới cho ra thành phẩm nha mọi người ha, chứ không phải là muốn lên là lên, muốn bán là bán đâu mấy chị. 399 ngàn em đố mọi người kiếm đâu ra được cái, phải nói là em đầm này thứ hai sai không mọi người, nó rất đẹp nha. Cái đầm này em đứng ở đây quảng bao cho mọi người cái độ đẹp luôn á, nó lên nó sang mà mặt em thấy em ốm hơn rất nhiều bởi vì cái nền đen mà mấy chị mặc rất ốm. Cái này chị em mặc cặp được ha, bạn bè hội đồng nghiệp của mình cũng mặc cặp cho em rất đẹp, cái chị sang lắm, em làm nó lịch sự kín đáo nha, cổ làm cổ lục giác nó thoáng cái tay của mình, tay tròn vai chứ không phải tay sắc tách nha, tay sắc tách là lên vậy nè đó, tay tròn vai này không hở cái nách của mình ra mà nó có một cái độ mà cảm giác như sao ta, nhìn nó trang trọng hơn mấy chị. 399 ngàn bằng một cái áo người ta bán, chứ đầm thiết kế năm size không bao giờ ai bán giá này, tại vì hôm nay em làm chương trình em mới bán giá này cho mấy chị 399 ngàn đặt hàng luôn giùm em. Hôm nay mấy chị mua hàng mấy chị em nhà mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nè, được tích lũy điểm mỗi lần mấy chị mua hàng thành công được mà. Rồi tranh thủ giùm em 6570 gạch ngang số điện thoại nha mấy chị ơi, số lượng em này em không có còn nhiều. Tại vì em biết là hôm nay làm chương trình sale nên là cái mẫu đầm này em không có like nhiều được nha mấy chị. Chị nào đặt luôn có hàng luôn. Chiều nay mấy chị các bạn nhân viên sẽ bắt đầu gọi điện thoại tư vấn size và chốt đơn hàng cho mọi người. Mọi người nhớ nghe máy giùm em. Chị Hoa Tô ơi, chị comment không có số điện thoại nè, comment lại giùm em 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên ha, 5 size 40 cho tới 72 cân mà mình sẽ có đơn hàng này. Các chị phối cho em chiếc túi trắng như này mặc đi chơi đẹp không mấy chị, sang ha, đẹp lắm mọi người, cứ việc lên đơn cho em đầm này mặc đi tới đâu nó gọn bưng cái người tới đó thôi mấy chị, mà đẹp theo cái kiểu sang chảnh thôi mấy chị ha. Và mọi người có thể là đi ăn tiệc phối cho em chiếc túi này, cái vải của nó là voan hoa nổi nên là cái vải của nó không có nhăn mấy chị, voan hoa nổi ha, vừa ép chất tơ vừa khắc laser. Khắc laser là em phải sử dụng máy móc công nghệ cao em mới khắc được cái những cái laser ở trên này. Mọi người nhìn giùm em khắc laser là nó sẽ như thế này nha, em zoom bên này cho mấy chị coi. Em mấy chị không biết mấy chị thấy không? Đó đó đó, khắc laser này nó nổi gờ gờ lên vậy nè mấy chị, khắc họa tiết lên á. Ép chất tơ về bên trong. Đây là những cái mẫu mà em bán rất chạy luôn mấy chị, giá gốc toàn bộ là 550 hết. Đây mặc đi ăn tiệc nè mấy chị, sang không? Đẹp cực kỳ luôn mấy chị, đẹp đơn giản thôi mà mặc lên cái đầm đơn giản thôi nhưng mà nó sang, nó ăn tiền chứ không phải mình mặc cái màu mè lên là nó đẹp đâu mấy chị. Điểm nhấn nào nó ra và nó là xuất sắc nét đó luôn. Lên đơn giùm em đầm này là 6570 gạch ngang số điện thoại, qua hoa nổi nha mấy chị. Đó mặc không có bị kích như chỗ này, mấy chị thấy em đi thoải mái không, không có bị kích và cái eo của mình cũng vậy, cái bụng của mình này rất gọn luôn mọi người, mặc lên cái đầm này cũng gọn đó. Với lại là các chị có thể là đi làm phối cho em chiếc túi màu đen. Ôi đi làm rinh thêm cái túi đen này tao nói xuất sắc chưa mấy chị, đẹp giả mang luôn đúng không. Lên đơn giùm em ha, 6570 gạch ngang số thoại kế bên giùm em là mình đã có đơn hàng. Đầm này đi gặp đối tác bạn bè khách hàng mình chốt giùm em nha, giá gốc tới 550 lận nhưng mà hôm nay em không có bán giá đó, em bán giá mềm hơn còn có 399 ngàn thôi, nên là chị nào chốt luôn thì mình sẽ được có hàng ha. Rồi các chị ơi, bây giờ chị Phan Anh cũng thiếu thông tin nào, có nhiều chị thiếu thông tin quá nên là chắc có lẽ là mình không chốt đơn không có được đó mấy chị. Comment giùm em là 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ha mấy chị ha. Em có cho mấy chị từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng. Từ 40 cho tới 72 cân, eo dưới 90 cm. Cái vải nó mềm này, nó có cái độ thoáng mát cực kỳ luôn mấy chị, nó rất nhẹ. Bên trong em đầm này là em làm có lớp lót cho mấy chị, full lớp lót luôn, mặc lên nó sang mấy chị. Cái chất vải nó rất mềm luôn ha, rất mềm, rất mịn. Đây là bây giờ ai đặt luôn ha, em có hàng luôn cho mấy chị, 399 ngàn. Mình mua hàng mình được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán này, được tích lũy điểm để mỗi hàng, mỗi lần các chị mua hàng thành công được mà. Em đầm này là dám đầm body A nên là mình mặc không có sợ bị cứng cái chỗ phần hông này nha các chị ha. Mặc lên thoải mái, ở phía sau làm có sẻ V nữa nè. Rồi chị nào chốt lên đơn giùm em ha, cổ nó vẫn này em làm cho mấy chị giáp cổ lục giác nên là mặt nó không có bị hở này. Mình cúi xuống cũng không hở nha mấy chị, cúi xuống cũng không hở, giáp tay mọi người nhìn giùm em.
tay em làm cho mấy chị những cái đường ly như thế này nè, phối lên rất sang, phối lên rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Nên là bây giờ chốt luôn giùm em nha. Mã sản phẩm cho em đầm này là 6570. Đây, cái vải có lớp lót bên trong, vải này không nhăn, không nhàu, không nhão. Body này em làm cho mấy chị body rất thoải mái, nên là mấy chị yên tâm hoàn toàn luôn ha. Không sợ bị cứng gì hết, không sợ bị khó chịu, được không ạ? Nên là lên đơn chốt luôn giùm em. Mã em đầm này là 6570, gạch ngang số điện thoại kế bên để mà mình còn có đơn hàng nha. Em Ngân chuẩn bị qua mẫu nha mấy chị. Chị nào chưa chốt mẫu này comment giùm em sớm. 6570 gạch ngang số điện thoại kế bên nha. Kiểm tra giùm em, chị nào mà thiếu thông tin thì mình bổ sung thông tin giùm em, mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại để mà mình còn có đơn hàng. Cái mở cái nền của nó mấy chị màu đen, cái hoa của nó thì màu xanh như thế này, thì mình mặc lên nó mấy chị biết rồi, nó rất là trắng da, cực kỳ là trắng luôn là đằng khác. Và cái họa tiết của nó nhìn rất là sang, sang xịn mịn luôn mấy chị, đúng đẹp luôn á mấy chị ơi. Mình càng mặc mình càng thấy cái độ nó sang, lên cái nút da mình nó trắng đó. Mấy chị phối cho em cái dây chuyền đó, mặc phối cho em cái dây chuyền hoặc cái đôi hoa tai gì lên nó sang mấy chị. Cái đầm nền màu đen thì lên nó ốm hơn nè đó. Họa tiết này thì mấy chị yên tâm là đây là những cái họa tiết độc quyền hết. Cái thí dụ như là những cái khắc laser đúng không mấy chị, em khắc phải đúng nền. Và cái khắc laser này em làm cho mấy chị em nhà mình là những cái hoa đi từng chùm. Thường thường mấy chị thấy em khắc laser là hoa, một chiếc hoa thôi, hoặc là lá không, đúng không? Còn hoa này mấy chị khắc laser đi từng chùm rất đẹp. Cổ làm dáng cổ lục giác cho mọi người ha. Dáng body, body này là không phải là body ôm mà nó túm lại như thế này nha. Cái đầm này sang lắm mấy chị, ở ngoài nó rất đẹp đó. Nhưng mà lưu ý sau livestream em không bán giá này, nên là mấy chị lưu ý giùm em ha. Đầm lụa vân hồi nãy em like hết trơn rồi đó chị yêu ơi. Đầm này chị nào chưa chốt em đầm này em nhắc lại nha. Mã đầm này là 6570, gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em. Hôm nay chương trình này mà ai không xem like là tiếc cực kỳ. Mọi người comment giùm em con số 6 nha. Bây giờ chuẩn bị qua thêm mã cho mấy chị. Chị nào chưa chốt mã này comment giùm em. Bây giờ comment cho em con số 6. Em ngân qua thêm mã cho cả nhà mình. Bên góc trái màn hình mấy chị nhấn giùm em nút chia sẻ nha mấy chị ơi. Comment giùm em con số 6 nha mọi người, chuẩn bị qua mã luôn. Đầm này đẹp quá, em nhìn mẫu này mà em nhìn mà mê luôn mọi người. Đây, cái vải này mấy chị thấy không, zoom lại cho mọi người xem. Đó, xuất sắc chưa ạ? Ai chưa lên em đầm này tranh thủ giùm em nha mấy chị. Giờ mỗi size em nhận cho mọi người đúng 2 chiếc nữa thôi. Chị Lê Mai Lan ơi, chị thiếu thông tin à. Ai thiếu thông tin bổ sung gấp giùm em. 6570 là mã đầm em Ngân đang mặc trên người. Bây giờ mỗi size em nhận đúng 2 chiếc cuối cùng nữa là hết hàng luôn. Ôi cái nút bọc này mấy chị em làm cũng đẹp nè. Đó làm cho mọi người khắc laser nha, đúng sang luôn. Nên là ai chưa chốt đơn comment cho giùm em ha. Comment giùm em cái mã sản phẩm cho em đầm này là 6570, gạch ngang số thoại kế bên nha. Rồi mấy chị nhìn giùm em cái form dáng khi mà em Ngân ngồi nè, mọi người thấy không ạ? Sang lắm. Chị nào thiếu thông tin comment giùm em nha mấy chị, em Ngân chuẩn bị qua mẫu rồi. Bây giờ mọi người comment giùm em Ngân số 6 nha. Để em Ngân qua thêm cho mấy chị mẫu nữa nha. Bây giờ comment số 6 tương tác mạnh mạnh lên giùm em. Rồi ok chị Lê Mai Lan em thấy thông tin rồi nè. Ok chị yêu luôn ha. Bây giờ mọi người ơi, chia sẻ livestream bên góc trái màn hình giùm em nha. Bên góc trái màn hình nó có cái chữ chia sẻ. Mấy chị nhấn nút chia sẻ giùm em để có thể là nó tương tác mạnh hơn một tí xíu nè. Em lên cho mấy chị thêm một mã tiếp theo nữa. Được không ạ? À? Rồi, hello cả nhà mình luôn. Hello mọi người luôn. Bây giờ em Ngân chuẩn bị qua mẫu, em nhắc lại cái mẫu này cho mọi người luôn. Đầm em Ngân đang mặc là 6570 nha cả nhà ơi. 6570, cái dòng vải của nó là dòng vải voan Hà Nội. Có lớp lót bên trong như thế này, dáng đầm body form chữ A. Eo em làm thiết kế eo trên, cổ làm cho mọi người dáng cổ lục giác này. Tay thì làm cho mọi người dáng tay trồn vai, có xếp ly như thế này. Quá sang luôn đúng không? Đây là chị nào chốt thì comment ha. Đầm này thì bây giờ em có nhận cho mọi người 5 size, từ 40 cho tới 72 cân, eo dưới 90 cm. Giá gốc cho em đầm này là 550. Hôm nay em giảm cho mấy chị chỉ còn có 399.000 thôi. Nên là bây giờ mọi người chốt giùm em. Và mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Và được tích lũy điểm để mình tích lũy điểm để mỗi lần mình mua hàng thành công là mình sẽ được thăng hạng trở thành khách VIP ha. Rồi bây giờ comment cho em Ngân số 6, em Ngân qua mã nha mấy chị nha.